Trận cầu tâm điểm tại vòng 25 Premier League đã khép lại với thắng lợi thuyết phục của Tottenham Hotspur trước Chelsea. Đúng với tính chất của trận derby thành London, cả hai đã thi đấu cực kỳ máu lửa, quyết liệt với không ít những tình huống tranh cãi trên sân. Hai bàn thắng của Oliver Skip cùng Harry Kane đã đẩy đoàn quân của Graham Potter tiếp tục chìm sâu vào khủng hoảng với thành tích cực kỳ thất vọng trong thời gian qua, trong khi gà trống vẫn đang cạnh tranh quyết liệt trong cuộc đua top 4 ở mùa giải này. Và trong video ngày hôm nay, hãy cùng chúng tôi nhìn lại 5 điểm nhấn đáng chú ý sau trận đại chiến giữa Tottenham và Chelsea. Thứ nhất, sự mắt tay của trợ lý Christian Stellini. Bước vào trận derby thành London, Tottenham Hotspur tiếp tục không có sự chỉ đạo của huấn luyện viên Antonio Conte khi ông vẫn đang trong quá trình hồi phục sau ca phẫu thuật viêm đường túi mật hồi đầu tháng. Tưởng chừng như đây sẽ là một đòn giáng mạnh và tham vọng của gà trống ở mùa giải này, nhưng trợ lý Christian Stellini vẫn đang làm rất tốt công việc của mình. Trong 3 trận đấu mà vị trợ lý người Italia ngồi vào chiếc ghế nóng, Spur đều giành được chiến thắng. Khởi đầu là màn hạ sát Man City trên sân nhà, sau đó là thắng lợi trước một đại diện khác của thành London là West Ham với tỷ số là 2-0. Và giờ đây là đánh bại Chelsea với cùng tỷ số tương tự. 3 trận đấu, Tottenham đã có được 5 bàn thắng và không để thủng lưới bàn nào. Quả thật là Christian Stellini đang tỏ ra cực kỳ mắt tay với câu lạc bộ. Dù vẫn là bộ khung dưới thời Antonio Conte, nhưng cách tiếp cận trận đấu và vận hành tận dụng cơ hội là tốt hơn rất nhiều. Giờ đây thì cựu thuyền trưởng Juventus có thể tạm yên tâm nghỉ ngơi và giao nhiệm vụ cho người trợ lý của mình. Và biết đâu, đây sẽ là bước ngoặt quan trọng ở mùa giải này của gà trống. Chúng ta hãy cùng chờ xem Christian Stellini sẽ giúp cho đội bóng như thế nào trong thời gian tới. Thứ hai, Chelsea tiếp tục chìm sâu vào khủng hoảng. Dù đã chi rất nhiều tiền ở kỳ chuyển nhượng mùa đông vừa qua, nhưng The Blues vẫn chưa thể nào cải thiện được thành tích của mình. Thậm chí thì giờ đây nó còn tồi tệ hơn kể từ khi năm 2023 bắt đầu. Trong 11 trận đã qua trên mọi đấu trường trong năm mới này, đoàn quân của Graham Potter chỉ giành được đúng có một chiến thắng trước Crystal Palace, còn lại là 4 trận hòa và thua đến 6 trận. Nguy cơ bật bãi khỏi top 10 đang hiện diện trước mắt và có lẽ là giấc mơ cúp châu Âu mùa giải tới vẫn đang xa dần với đại diện thành London. Dù đã mang về những nhân tố chất lượng như João Felix, Mikhailo Mudryk hay Enzo Fernandez, nhưng rõ ràng là đội bóng áo xanh vẫn tỏ ra cực kỳ bế tắc và chẳng có mảng miếng chiến thuật nào đáng kể. Những ngôi sao trong đội hình tỏ ra cực kỳ rời rạc và không có bất kỳ mối liên hệ nào. Những tình huống đột phá cá nhân dễ dàng bị hóa giải và các cầu thủ nhận bóng trong vòng cấm, họ lại chẳng biết làm gì tiếp theo khi tỏ ra quá vội vàng hoặc không thể đưa ra được quyết định cuối cùng. Liệu chuỗi thành tích bết bát này của đội chủ sân Stamford Bridge sẽ còn kéo dài được bao lâu nữa? Nhìn cổ động viên ngắn ngầm ra về cho thấy rằng The Blue hiện tại chẳng còn giữ được vị thế của mình. Và dù đã bổ sung rất nhiều ngôi sao, nhưng thành công thì vẫn đang ngoảnh mặt với họ. Thứ ba, Tottenham đang tạo ra lợi thế trong cuộc đua top 4. Tại vòng 25 Premier League, hai đối thủ cạnh tranh top 4 với gà trống là Manchester United và Newcastle đều không thi đấu do bận chơi trận chung kết Carabao Cup. Và đây chính là cơ hội không thể tốt hơn để đội bóng thành London xây chắc vị trí của mình, đồng thời tạo ra áp lực rất lớn đối với hai đối thủ của họ. Hiện tại thì Tottenham đang hơn Newcastle 4 điểm, nhưng thi đấu nhiều hơn 2 trận, trong khi kém Quỷ Đỏ cũng bằng khoảng cách ấy, nhưng chỉ thi đấu nhiều hơn 1 trận. Với việc đội chủ sân St. James Park đang bắt đầu hụt hơi trong cuộc đua đường dài, đây sẽ là lợi thế cho Spurs đánh chiếm top 4. Việc đánh bại được hai đối thủ mạnh là Man City và Chelsea đã giúp cho lịch thi đấu thời gian tới của Tottenham là tương đối dễ dàng. Chỉ cần họ thi đấu đúng phong độ, việc giành chọn 3 điểm trong từng trận đấu là hoàn toàn có thể xảy ra. Khi đó thì sự ổn định chính là điều cần được tính đến. Khi mới đây, gà trống cũng đã phơi áo 4-1 trước Leicester City, dù bị cáo đang gục lặn ở nửa dưới bảng xếp hạng. Cú hích về tinh thần đang đến với câu lạc bộ thành London, giờ là lúc để đẳng cấp của đại diện thuộc nhóm Big Six phải lên tiếng trong giai đoạn quyết định của mùa giải. Liệu Antonio Conte cùng trợ lý Christian Stellini có giúp được cả đội duy trì được phong độ trong thời gian tới hay không? Thứ tư, sự quyết liệt luôn là gia vị không thể thiếu của trận derby thành London. Ở trận lượt đi cách đây 6 tháng, quý vị khán giả có lẽ không thể nào quên được khoảnh khắc bắt tay cuối trận giữa Antonio Conte và Thomas Tuchel. Khi đó thì nhà cầm quân người Đức đã giữ chặt tay người đồng nghiệp và to tiếng. Conte cũng đáp trả, khiến quan chức và cầu thủ hai đội phải lao vào can ngăn. Trong tay Anthony Taylor phải rút thẻ đỏ với cả hai vị huấn luyện viên này. Chính nhờ khoảnh khắc đó mà người hâm mộ đã rất mong chờ vào màn tái đấu giữa hai đội. Nhưng 6 tháng vừa qua đã có quá nhiều biến cố xảy ra. Và giờ đây, cả Tuchel lẫn Conte đều không có trên băng ghế huấn luyện vì nhiều lý do khác nhau. Nhưng không vì vậy mà trận đấu bớt đi sự kịch tính cùng những cái đồ nóng. Phút cuối cùng của hiệp 1, sau pha va chạm giữa Kai Havertz, Richarlison cùng Hakim Ziyech, cầu thủ hai đội đã lao vào nhau một cách vô cùng quyết liệt và căng thẳng. Trọng tài Stuart Atwell buộc phải dừng trận đấu trong 5 phút đồng hồ để giải quyết vấn đề và ông đã rút ra tấm thẻ đỏ dành cho Hakim Ziyech vì lỗi đánh nguội với Emerson, nhưng VAR đã vào cuộc và đổi màu tấm thẻ dành cho ngôi sao người Maroc. Tuy vậy, dù thoát cảnh bất người nhưng cũng chẳng làm cho Chelsea chơi khởi sắc hơn ở hiệp 2, để rồi họ phải nhận thất bại với tỷ số 2-0 chung cuộc. Thứ 5,
liệu chiếc ghế của Graham Potter có còn trụ vững? Thất bại trước Tottenham đã kéo dài chuỗi trận thất vọng với The Blue thời gian qua. Hàng công bế tắc, thiếu sức sống, hàng thủ thì mất tập trung ở những thời khắc quyết định. Rõ ràng là Graham Potter chưa thể nào đáp ứng được yêu cầu từ chủ tịch Todd Bowley sau khi ông đã đổ ra quá nhiều tiền vào hai kỳ chuyển nhượng gần nhất. Nhìn ông chủ người Mỹ ngán ngẩm trên khán đài khi dàn sao bên dưới thi đấu quá rời rạc và chẳng giống một đội bóng chút nào. Chúng ta có thể hình dung về viễn cảnh xấu nhất dành cho cựu thuyền trưởng Brighton. Trước đây thì đội hình của Chelsea bị sứt mẻ nghiêm trọng do chấn thương, nhưng giờ đây các ngôi sao đang dần trở lại và trong tay thầy phù thủy đã có nhiều quân bài chất lượng. Khoảnh khắc Graham Potter lắc đầu bất lực trước màn trình diễn của các học trò có thể báo hiệu cho sự chia tay của nhà cầm quân người Anh với câu lạc bộ. Liệu ông sẽ rời bỏ chiếc ghế với quá nhiều áp lực hay nhận lệnh sa thải từ vị chủ tịch đến từ xứ sở cờ hoa? Thông tin này chắc chắn sẽ xuất hiện sớm trong những ngày tới mà thôi, và đó có thể là điều mà người hâm mộ The Blue đã chờ đợi khi họ đã quá thất vọng với đội bóng của mình.